Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì em có một cái câu chuyện rất là đặc sắc và thú vị, vô cùng bá đạo luôn, về ba chồng và con dâu. Và cái tiêu đề video ngày hôm nay là một cái tiêu đề mà rất là gây sự tò mò của rất là nhiều người. Chồng mất được một tuần, ba chồng lực lưỡng gọi con dâu vào phòng làm điều không ai ngờ, cái kết kiệt sức luôn. Trời đất ơi, quá trời quá đất luôn. Thì câu chuyện ba chồng và con dâu là một cái đề tài muôn thuở và khiến cho cộng đồng mạng vô cùng thích thú và tò mò muốn biết cái kết ra làm sao. Thì cái câu chuyện này là: ba chồng ơi, con chịu hết nổi rồi. Thì không biết là cái câu chuyện này nó ra thế nào, ra làm sao mà lại có cái hình thumbnail nó quá đẹp như vậy. Và cái sự tò mò của mọi người nó rất là tăng lên rất là nhiều lần. Ngay cả Ngọc cũng rất là háo hức muốn biết cái câu chuyện này ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện này là của một cái cô gái này, cô ở Bến Tre. Và cô gửi cho Ngọc qua cái lời comment bên, qua cái lời gmail, qua những cái dòng thư bên gmail đó. Thì cô mới nói rằng là đây là những cái dòng thư mà cổ chứa đầy nước mắt của cổ luôn. Bởi vì cổ rất là muốn tâm sự với Ngọc để Ngọc biết được cả cái câu chuyện và cái số phận, những góc khuất của cổ và người bố chồng và người chồng như thế nào. Thì câu chuyện như thế này, Ngọc xin phép được giấu tên cái cô gái này nha. Thì cái câu chuyện nó như thế này, đây là cái câu chuyện có thật 100% luôn. Thì cái cô gái này cổ ở Bến Tre, cổ có một cái người chồng rất là đẹp trai, hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Thì không may là người chồng này bị một cái tai nạn bất ngờ và qua đời. Thì cổ rất là đau buồn khi mà hai chồng đang sống nhau hạnh phúc vậy, bỗng nhiên là tai nạn nó ập xuống làm cho người chồng mất, mà giống như là không có báo trước điều gì hết, làm cho cổ rất là hoang mang. Và sau khi chồng mất được một tuần thì cái cô này cổ vẫn sống chung trong một cái nhà, là cổ vẫn chọn trách nhiệm làm dâu rất là hiếu thảo. Bởi vì cái người chồng đã mất này có một người ba đó, người ba chồng này. Và cái ông ba chồng này ổng vợ ổng mất lâu rồi, cho nên là ổng ở dậy nuôi con từ đó đến giờ, mà kêu bằng là ổng không có một cái mơ ước rằng sẽ được đi thêm bước nữa, mà ổng vẫn ở dậy nuôi con thôi. Thì trong nhà thì chỉ có một người đàn ông là ông ba chồng lực lưỡng và một cô con dâu này cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà do quá đau buồn vì cái chết của chồng á, trình thử ra là cái cô vợ này cổ buồn, cổ bỏ ăn, cổ mất ăn mất ngủ luôn, biết là mặt mày cổ xanh xao luôn, tiều tụy luôn, thấy rõ luôn. Cho đến một ngày nọ thì cái ông ba chồng mà nè, ổng mới gọi con dâu vào trong phòng để mà có điều này muốn nói. Thì ông ba chồng ổng mới thấy cô con dâu này đang đứng ngoài bếp đang nấu ăn á. Thì cô con dâu này dù chồng mất nhưng mà vẫn cúng cơm, vẫn nấu đồ ăn, vẫn phụng dưỡng ba chồng như ba ruột của mình vậy đó. Tại vì cái ông này, ông ba chồng này cũng 70 tuổi rồi, lớn rồi, lớn tuổi lắm rồi. Nhưng mà ông này cũng đang ở tuổi tuổi hồi xuân nữa. Thành thử ra là ông mới kêu cái cô con dâu này nè, là con ơi, một hồi con nấu cơm xong á, con vô phòng ba, có chút chuyện ba muốn nói chuyện với con riêng. Thì cô con dâu mới dạ, tại vì cha chồng kêu mà sao mình từ chối được. Thì cổ mới gật đầu đồng ý. Và khi mà cổ nấu cơm xong thì cổ cũng ráng, cổ dành thời gian, cổ mới đi vô trong phòng ngủ của ba chồng để xem ba chồng nói gì. Thì ông ba chồng ổng ngồi chờ sẵn ở trong đó rồi. Thì khi mà cái cô con dâu này bước vào trong phòng á, là cái ông ba chồng này ổng đi lại gần cái cửa và ổng đóng cửa cái rầm lại, ổng khóa cửa lại. Và cô con dâu này giật mình hoảng thốt, ủa sao tự nhiên ba khóa cửa lại vậy ba? Thì ông ba chồng này ổng mới nói, bây giờ con chồng con mất từ lâu lắm rồi, thì con cứ ngồi đó đi, ba có chuyện này muốn nói với con. Thì cô này cũng rất là tập trung cao độ, cô nói ủa sao kỳ ta, cô thắc mắc trong đầu của nó cổ, sao kỳ ta tự nhiên bây giờ nói chuyện mất mới gì ba chồng khóa cửa lại vậy? Rồi người ta hàng xóm người ta qua người ta thấy rồi người ta tưởng gì rồi sao rồi nó kỳ lắm. Thành thử là cổ mới nói, sao ba không mở cửa ra ba nói chuyện đi, ba đóng cửa làm chi vậy? Bây giờ ba có chuyện này ba muốn nói chuyện riêng với con mà ba không muốn ai nghe, cho nên ba mới đóng cửa lại. Bây giờ cái cô này cổ mới ngồi xuống, thì ông ba chồng ổng mới nói á, là bây giờ á, là ba thấy con á, là như là bữa giờ con chăm sóc, con lo lắng cho chồng của con, tang lễ cũng xong xuôi rồi, cũng cả tuần nay rồi mà ba thấy con không ăn uống gì, mặt mày con xanh xao quá. Bây giờ á, ba chồng có một cái gợi ý vậy, không biết là con có chấp nhận hay không. Thì cái cô con dâu này cũng lắng lỗ tai cũng nghe thử cái ổng nói gì. Thì ổng mới nói là đó, bây giờ chồng con mất rồi đúng không,
Dạ chồng con mất rồi, con buồn lắm bơi ơi. Nhưng mà đó, ba nghĩ là bây giờ là nếu mà chồng của con mất, những gì mà chồng của con không làm được thì bây giờ ba sẽ làm cho con. Con đồng ý không? Ba sẽ làm cho con thư giãn, bớt đi căng thẳng, bớt stress trong đầu nó căng thẳng quá rồi. Thì cái cô con dâu này cũng đứng lên, cô nói không được đâu ba ơi, không được đâu. Tại vì con nghĩ rằng nếu mà con mà có đi thêm bước nữa đó thì con sẽ lấy cái anh hàng xóm hay là lấy một người đàn ông khác, chứ cái người mà con lấy chắc chắn không phải là ba. Tại vì như vậy người đời người ta sẽ cười chết luôn, dị nghị luôn á, không có được đâu, vì con với ba là không thể nào xảy ra được. Thì cái ông ba chồng này ổng mới mặc kệ của con dâu nói gì, thì ổng mới nói bây giờ ba sẽ giúp cho con, để cho con hồi lúc mà vợ của ba còn sống là ba làm như vậy là ba cảm thấy vui lắm, ba thoải mái, ba thư giãn đầu óc ba dữ lắm, ba rất là thích ba làm như vậy. Bây giờ ba mất lâu rồi mà ba cũng giống như là ba muốn làm cái gì đó cho cái cô con dâu này, tại vì cổ hiếu thảo quá. Thì bắt đầu là mặc cho con dâu cứ chống cự thì ổng cũng làm cho được. Cái cô con dâu nằm xuống giường thì ổng cũng làm. Ổng làm thì cô con dâu này cổ mới đầu cổ còn la á á á á này ở kia ú ớ tùm lum á ú ớ, nhưng mà tới khi mà cái sức người phụ nữ mà đâu có thể chống cự được thì cổ cũng để cho ông ba chồng làm. Ổng làm thì cổ cũng nhắm mắt mà nước mắt của cổ thì rớt rớt lập đập vậy nè. Thì tới khi mà dở dở lẽ ra thì ông ba chồng nè ổng làm, mà cái cách của ổng làm ngộ lắm. Thì cô con dâu này cũng bắt đầu cổ hí hí mắt ra, thì cổ mới dòm coi ổng làm gì, thì mới thấy tay chân ổng của cô gái này thì ổng bóp, rồi ổng dặn ổng bóp, ổng làm cho cái xương khớp của cô này giãn kêu cốc cốc vậy đó. Thì chân của cô này cũng kêu, xương khớp kêu rắc rắc. Thì ra là ổng đấm bóp massage cho cái cô con dâu của mình, là lúc mà vợ của ông còn sống, lúc mà bà bị bệnh tim bà cũng nằm như mới nằm mà mệt mỏi, thì ông cũng làm cho bà vợ. Thì bà vợ cũng thấy ông chồng có cái tay nghề đấm bóp, thì khi bà vợ bà thấy thoải mái thì bà mới nói là ông làm thấy thoải mái lắm. Thì kỳ này cái ông ba chồng muốn làm cho cô con dâu cảm thấy là thư giãn cái đầu óc đi, bởi vì cổ căng thẳng quá, cổ không ăn cơm, cổ bỏ ăn, thì ông sợ rằng cô con dâu buồn quá rồi mất theo chồng sao, cho nên là ông mới đấm bóp massage rồi dữ dằn lắm. Thì cô con dâu này cổ xong xuôi thì cổ cũng la á á thế này thế kia, đau đau đó, đau ui da, đau đau, nhưng mà chịu hết nổi rồi, con chịu hết nổi rồi ba ơi, ui da. Ông bóp trời ơi, ông bẻ xương khớp rồi rạch 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 vậy đó đó. Thì ba ơi dừng lại đi, nhưng mà ông không có dừng, ông cứ làm hoài vậy đó. Thì cái cô này cổ cũng xong, cố gắng cô chịu đựng xong xuôi rồi thì bắt đầu là cổ cũng ngồi dậy, cô nói con xin lỗi ba. Thì cái ông ba chồng nói vì sao con xin lỗi ba làm chi, con thấy khỏe hơn chưa, đỡ chưa. Thì ổng 70 tuổi rồi mà ổng còn giỏi quá trời, ổng tay nghề ổng dữ dằn, ổng làm dữ dằn lắm, đấm bóp đồ kêu rắc rắc dữ lắm. Thì cô con dâu này mới khoanh tay lại nói con xin lỗi ba. Thì ổng mới nói là tại sao con xin lỗi ba làm chi, tại vì hồi nãy con nghe ba nói là giúp cho con thoải mái sảng khoái đó. Con tưởng ba làm chuyện kia với con cho nên là con mới từ chối, con mới khóc. Nhưng mà ai dè là khi mà xong xuôi rồi thì con mới vỡ lỡ là ba đang giúp cho con thư giãn bằng cách là đấm bóp, massage, xoa bóp đó. Thì tại vì trước đó ông này ông mưu sinh bằng cái nghề xoa bóp massage mà, cho nên là ông rất là gành để làm cho người ta thư giãn bớt đi những cái căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Thì cái ông ba chồng này ông mới cười, ông nói đâu có chuyện gì đâu, tại vì ba cũng không có giận gì con đâu, tại vì trong cái tình huống này thì ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ba lúc nào cũng coi con như con gái của ba vậy đó, cho nên là bây giờ cái chuyện mà con của ba mất thì ba cũng rất đau buồn, nhưng mà nếu như mà ba mà có đi thêm bước nữa thì cái người phụ nữ đó cũng không phải là con đâu. Thiếu gì đàn bà ngoài đường ta muốn làm vợ ba đâu có chịu, mà trong khi đó ba chỉ xem con là con dâu của ba thôi, mãi mãi chỉ là con dâu mà thôi, nghe không con. Đừng có nghĩ tùm lum tùm la tùm bậy tùm bạ tội nghiệp cho ba. Thì cái cô gái này cổ khóc, bởi vì trong cuộc đời của cổ không ngờ là người chồng mất rồi nhưng mà cổ lại được cái tình yêu thương vô bờ bến của ông ba chồng. Mà ông ba chồng này thì ổng tội nghiệp lắm, ổng con ổng mất rồi thì ổng cứ tưởng cô con dâu là con gái của mình không à đó, cho nên là ổng lo lắng, ổng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ như vậy đó. Thì hai cha con sống với nhau lay lắt tới bây giờ luôn, thì cổ vẫn xem cái ông này là ba, tại vì cô này cổ mồ côi, cô côi cha mẹ từ đó đến giờ. Thì cổ lấy chồng thì cổ có một người ba chồng nhất, cho nên là hai ba con cứ sống với nhau như vậy.
Và cái câu chuyện này nó mới đầu thì mình nghe tình tiết câu chuyện nó hơi gay cấn, nhưng một hồi thì mình cảm thấy rằng cái bản tính nhân văn của cái câu chuyện này nó rất là nhiều. Đó, thì trong cuộc sống này nó có những cái mảnh đời nó cũng hơi éo le, nó cũng hơi tréo ngoe, nhưng mà do là cái cuộc đời này á, cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra, không ai lường trước được chữ ngờ. Nó nhưng mà cô gái này cổ hên quá, chồng mất thì cổ buồn, nhưng mà cổ gặp được một cái người ba chồng thì cũng rất là tử tế, cho nên là cổ muốn chia sẻ cái câu chuyện này để qua đó là mọi người cũng xin cho cổ những cái lời khuyên rằng cổ có nên sống tiếp tục với ba chồng giống như vậy hay không, hay là cổ phải đi đến một cái nào đó xa thật xa, rồi ba chồng không ai lo, rồi cổ cũng lo lắng. Mà nếu mà ở như vậy á thì cổ mà lấy chồng khác thì cũng kỳ, không biết là cổ có nên lấy chồng khác hay không nữa. Cho nên là cổ muốn hỏi đại gia đình của mình là xin mọi người cho cổ những cái ý kiến, những cái lời comment bên dưới để cổ biết được cổ nên làm gì trong cái trường hợp này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.